Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin podcast 6 giờ sáng hàng ngày của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là những tin chính chúng tôi sẽ gửi tới quý vị. 9 bị can liên quan tham nhũng trốn ra nước ngoài đã bị bắt. Phanh phui 16 kiện ma túy ngụy trang trong vỏ hộp sữa đến từ châu Âu. Siêu bão Kongray chuẩn bị đổ bộ, Đài Loan dừng mọi hoạt động để ứng phó. Đại Hồng Thủy ở Valencia, Tây Ban Nha lũ tàn khốc cướp đi sinh mệnh của 95 người. Bà Harris lên tiếng về phát ngôn vạ miệng của ông Biden. Hàn Quốc có động thái mới phản ứng thông tin Triều Tiên gửi quân sang Nga. Thời tiết ngày 1 tháng 11, Trung Bộ tiếp diễn tình trạng mưa lớn, Bắc Bộ và Nam Bộ trời nắng. 9 bị can liên quan tham nhũng trốn ra nước ngoài đã bị bắt. Ban nội chính Trung ương cho hay, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã vận động, truy bắt được 9 người liên quan trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực, bỏ trốn ra nước ngoài. Cụ thể, chiều 30 tháng 10, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Tổng bí thư Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì vào sáng 30 tháng 10. Ông Đặng Văn Dũng, Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong cuộc họp sáng 30 tháng 10, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan trong triển khai nhiệm vụ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được nâng lên. Trong đó nhiều vấn đề đã có chuyển biến rõ nét, đặc biệt là khắc phục khó khăn, vướng mắc, hoàn thành nhiều kết luận giám định, định giá tài sản. Các cơ quan chức năng cũng đã tích cực vận động đầu thú, truy bắt dẫn độ các đối tượng bỏ trốn trong các vụ án để xử lý theo quy định. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, chúng ta đã vận động truy bắt được 9 người bỏ trốn ra nước ngoài. Cạnh đó, các cơ quan chức năng đã đề xuất được giải pháp xử lý tài sản, vật chứng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, sớm giải tỏa các tài sản đưa vào lưu thông, tránh thất thoát, lãng phí, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ban chỉ đạo cũng đánh giá công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án, vụ việc ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đạt nhiều kết quả. Điển hình như vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn đã tạm giữ số tiền tài sản là 320 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la Mỹ, 534 lượng vàng và 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ án liên quan đến quy hoạch điện 7 đã tạm giữ hơn 2.300 tỷ đồng. Vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oi đã tạm giữ hơn 1.100 tỷ đồng, hơn 490.000 đô la Mỹ. Trong giai đoạn thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi gần 19.000 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2023, và từ khi thành lập ban chỉ đạo đến nay là hơn 96.000 tỷ đồng liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An. Đến nay, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã hoàn thành 5 trên 8 cuộc kiểm tra và chỉ đạo 13 địa phương ra soát, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan và đã thi hành kỷ luật 58 tổ chức đảng, 86 đảng viên, trong đó có 17 cán bộ diện Trung ương quản lý. Về xử lý hình sự, đến nay đã khởi tố 44 bị can, trong đó có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, Riêng vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn đã khởi tố 8 cán bộ diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý, trong đó có 4 bí thư, nguyên bí thư, 3 chủ tịch, nguyên chủ tịch. Phần phôi 16 kiện ma túy ngụy trang trong vỏ hộp sữa đến từ châu Âu. Làm sao để buôn bán trót lọt qua mắt lực lượng chức năng có lẽ chính là những điều mà những tên tội phạm buôn bán ma túy lưu nghĩ tới. Thủ đoạn của những tên tội phạm này ngày càng tinh vi, gian xảo. Chúng ngụy trang ma túy dưới nhiều lớp bọc mà không ai có thể lường tới. Mới đây, 16 kiện hàng sữa nghi chứa ma túy tổng hợp được gửi từ châu Âu về Hà Nội qua sân bay quốc tế nội bài và chuyển tiếp về huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã bị phát hiện và bắt giữ. Ngày 31 tháng 10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Ba, 31 tuổi, trú xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đang nhận ma túy được ngụy trang trong các hộp sữa gửi từ châu Âu về. Theo Công an Nghệ An, thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài, đặc biệt là từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không, bưu điện, diễn biến hết sức phức tạp. Để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp, từng bước ngăn chặn nguồn cung ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Qua công tác nắm tình hình, ngày 25 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công an huyện Quỳnh Lưu xác định ba là người nhận hàng, ký gửi của 16 kiện hàng sữa nghi chứa ma túy tổng hợp được gửi từ châu Âu về Hà Nội qua sân bay quốc tế Nội Bài và chuyển tiếp về huyện Quỳnh Lưu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Siêu bão Kongrey chuẩn bị đổ bộ, Đài Loan dừng mọi hoạt động để ứng phó vào ngày 31 tháng 10, Đài Loan, Trung Quốc đã quyết định đóng cửa để ứng phó với bão Kong Ray, nguy cơ sắp đổ bộ. Nhiều hoạt động trong khu vực cũng đã tạm dừng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thời tiết xấu. Các cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người chú ý theo dõi thông tin và tuân thủ các hướng dẫn để bảo vệ bản thân và gia đình. Đài Loan đã cho ngừng hoạt động tại tất cả các thành phố, quận và huyện, địa phương, đặc biệt là những khu vực đón đầu cơn bão. Thị trường tài chính cũng tạm dừng giao dịch, nhiều chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ. Bão Kongrey được dự báo là cơn bão lớn nhất từng xuất hiện tại Đài Loan trong vòng 30 năm qua. Bão Kongrey được dự báo sẽ trở thành cơn bão lớn nhất tại Đài Loan trong vòng 3 thập kỷ qua, gây lo ngại cho người dân và các cơ quan chức năng. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 31 tháng 10, cục khí tượng Đài Loan Trung Quốc thông báo rằng bão Kongrey dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực biển phía đông mang theo gió mạnh và mưa lớn, phạm vi tác động của bão được dự đoán sẽ rất rộng, ảnh hưởng đến nhiều khu vực. Trong đêm qua, bão Kongrey có hiện tượng suy yếu nhưng cường độ của cơn bão vẫn giữ sức mạnh đáng kể với gió giật đạt hơn 250 km/h. Tại một số khu vực như đảo Lanyu, sức gió đo được thậm chí đã vượt quá 260 km/h đài hồng thủy ở Valencia, Tây Ban Nha, lũ tàn khốc cướp đi sinh mệnh của 95 người. Trận lũ lụt kinh hoàng ở Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 95 người, trở thành thảm họa chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại của nước này. Vào sáng ngày 30 tháng 10, chính quyền địa phương xác nhận rằng cơn mưa như trút nước đã tấn công khu vực Valencia, với lượng mưa tương đương cả năm chỉ trong vòng 8 giờ. Các con đường cao tốc bị tắc nghẽn, những tòa nhà và cây cầu bị cuốn trôi trong dòng nước xoáy và nhiều khu vực nông nghiệp chìm sâu trong biển nước, nơi sản xuất 2 phần 3 lượng cam quýt của Tây Ban Nha. Người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất mô tả những cảnh tượng khủng khiếp, dòng nước nâu dữ dội cuốn trôi mọi thứ trên đường phố, khiến nhiều người phải trèo lên nóc xe để tìm chỗ an toàn. Đó như một con sông chạy qua, Dennis Halavati, một nhân viên trạm xăng nhớ lại khoảnh khắc anh bị mắc kẹt trên mỏm đá khi nước sâu tới 2 mét. Hình ảnh những cái cầu đổ nát và ô tô chất đóng trên các xa lộ giữa những cánh đồng ngập lụt được ghi lại từ trực thăng cho thấy sự tàn phá khủng khiếp. Cảnh báo đỏ đã được ban hành khi một số nơi như thị trấn Torit, Chiva hay Bono ghi nhận lượng mưa vượt quá 400mm. Mặc dù cảnh báo đã giảm xuống mức vàng khi cân bão lùi dần, các quan chức vẫn khuyên cáo người dân tránh mọi hoạt động di chuyển trong khi đó khoảng 150.000 khách hàng của Valencia không có điện và nhiều chuyến tàu tới Madrid và Barcelona bị hủy. Bà Harris lên tiếng về phát ngôn vạ miệng của ông Biden. Phó Tổng thống Kamala Harris bình luận về phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông vận động tranh cử cho bà. Ngày 30 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris đã làm rõ quan điểm về phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi dường như ông đã lỡ gọi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump là rác rưởi, khiến dư luận dậy sóng, theo đài CNN. Trong video vận động những cử tri gốc Latin bầu cho bà Harris, ông Biden đã chỉ trích cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại Madison Square Garden cuối tuần qua, khi diễn viên hài Hinge Clip diễn giả sự kiện này nói rằng vùng đất Puerto Rico là hòn đảo rác nổi giữa đại dương. Ông Biden đã nhắc đến bình luận khiếm nhã này và nói rằng những người Puerto Rico là những người tốt, đàng hoàng, đáng kính. Rác rưởi duy nhất tôi thấy trôi nổi ngoài kia là những người ủng hộ ông ta, Việc ông ta coi thường người Mỹ gốc Latin là vô lương tâm và không phải người Mỹ, ông Biden nói. Ngay sau đó, ông Biden đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội X để làm rõ và giải thích những bình luận này. Tôi đã gọi những lời lẽ đầy thù hận về Puerto Rico do người ủng hộ ông Trump phát biểu tại cuộc meeting ở Madison Square Garden là rác rưởi. Đó là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để mô tả nó. Việc ông ta coi thường người Mỹ gốc Latin là vô lương tâm. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Ông Biden viết trên X. Trước làn sóng tranh cãi, bà Harris đã tự tách mình khỏi những bình luận này của ông Biden khi nói rằng bà hoàn toàn không đồng ý với việc chỉ trích người khác dựa trên việc họ bỏ phiếu cho ai. Hàn Quốc có động thái mới phản ứng thông tin Triều Tiên gửi quân sang Nga Thông tin Triều Tiên gửi quân sang Nga đang là động thái được quan tâm trong suốt nhiều ngày qua. Nhiều diễn biến xoay quanh thông tin Triều Tiên gửi quân sang Nga trong bối cảnh này, một quan chức Hàn Quốc thông báo rằng Seoul đang cân nhắc cử một nhóm giám sát viên quân sự tới Ukraine. Mục tiêu của nhóm này là theo dõi và phân tích những diễn biến liên quan đến sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại Nga. Thông tin này không chỉ thu hút sự quan tâm từ các bên liên quan mà còn mở ra nhiều khả năng mới trong tình hình an ninh khu vực. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Hàn Quốc ngày 30 tháng 10 rằng, Seoul đang cân nhắc cử một nhóm giám sát viên quân sự tới Ukraine để quan sát và phân tích thông tin nga dự kiến triển khai quân Triều Tiên ra tiền tuyến. Một quan chức giấu tên nói với các phóng viên rằng khoảng 11.000 binh sĩ Triều Tiên đã được gửi đến nga và hơn 3.000 người trong số đó đã được điều động đến gần tiền tuyến. Theo vị quan chức, Triều Tiên sẽ học được những bài học quý giá khi quân nước này tham gia chiến đấu và chứng kiến chiến tranh hiện đại tại chiến trường Ukraine, điều đó tạo nên mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Hàn Quốc. Vì vậy, chúng tôi có trách nhiệm phân tích và giám sát các hoạt động của quân Triều Tiên chống lại đồng minh của chúng tôi là Ukraine. vị quan chức nói thêm. Cùng ngày trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Hàn Quốc dùng suk giao nói rằng tốc độ triển khai quân Triều Tiên tới nga nhanh hơn dự kiến tạo ra tình hình nguy hiểm. Thời tiết ngày 1 tháng 11, Trung Bộ tiếp diễn tình trạng mưa lớn, Bắc Bộ và Nam Bộ trời nắng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay, ngày 1 tháng 11, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ đêm nay, trời giảm mưa, dự báo lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 90mm. Trong mưa rông, khả năng có lốc, xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, xa lở đất trên sườn dốc. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, có lúc mưa rào và rông. Còn thời tiết trên biển hôm nay được dự báo, tất cả các vùng biển nước ta thời tiết đều diễn biến xấu. Vùng biển Đông Bắc của Bắc Biển Đông ảnh hưởng xa hoàn lưu bão Khong dây nên rông gió, sóng cao nguy hiểm. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ C. Phía tây bắc bộ ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Phía đông bắc bộ ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng nhiều từ sáng đến chiều, về chiều tối có mưa rào và rông với lượng mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ C. Hy vọng những thông tin thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật sẽ giúp quý vị bắt đầu ngày mới một cách đầy năng lượng và sự hứng khởi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe podcast tin nhanh 6 giờ sáng hàng ngày của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin đóng góp của quý vị để chương trình ngày càng hoàn thiện và thực sự là người bạn hữu ích của quý vị. Kính chúc quý vị ngày mới tràn ngập niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.